Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021, lễ Thánh Du Xe phu quân Đức Mẹ. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: Hãy đi nói với David tôi tớ ta rằng, khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi. Sau đó, ta sẽ cho miêu diện ngươi lên kế vị và ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh ta và ta sẽ làm cho ngôi báo triều đại người được củng cố đến muôn đời ta sẽ là cha của người và người sẽ là con ta nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta ngôi báo ngươi sẽ vững bền mãi mãi đó là lời chúa ta ơn chúa miêu về người tồn tại đến muôn đời tôi sẽ ca ngợi tình thương của chúa tới muôn đời qua mọi thế hệ miền tôi luôn truyền lòng trung thành chúa vì ngài đã phán tình thương của ta đứng vững muôn đời tên cõi trời cao ngài thiết lập lòng trung tin miêu về người toàn tại đến muôn đời ta đã ký minh ước cùng người ta tuyên lừa ta đã thề cùng david là tôi ta của ta rằng cho tới muôn đời ta bảo tồn miêu về của ngươi và ta thiết lập ngài bảo ngươi qua muôn thế hệ miêu duê người tồn tại đến muôn đời chính người sẽ thưa cùng ta chúa là cha con và thiên chúa là Đa Tàng cứu đồ của con Nơi đời, đời ta sẽ dành cho người lòng sung ai và lời ước ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì miêu về người tồn tại đến muôn đời Tứ thư Thánh Phaolô Lô Tông Đồ gửi tín hữu Sô Mà. Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của Đức Tin. Vì thế, do Đức Tin được coi như là theo ăn sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đất tiên của Abraham tổ phụ của mọi người chúng ta như có lời chép rằng ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc trước mặt Thiên Chúa đấng ông đã tin đấng cho kẻ chế sống lại và kêu gọi cái không có như có mặc dù tuyệt vọng ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc như có lời đã phán với ông rằng dòng dõi ngươi sẽ như thế vì vậy, ông sẽ được kể như sự công chính. Đó là lời chúa, ta ơn chúa. Lấy chúa, phục cho những ai ngủ nơi nhà chúa. Họ sẽ khen ngợi chúa đến muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt theo. lạy Chúa, vinh danh Chúa. Gia-cốp sinh xe là bạn của Maria, mẹ Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ người là Maria đến hôn với Giuse. Trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: ở Giuse, công vua David Đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình vì Maria mang thai là bởi phép chúa thánh thần bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Jesus vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội khi tỉnh dậy giũ xe đã thực hiện như lời thiên thần chủ truyền Đô là lời chúa Lây chúa Kitô, người khen chúa làm theo ý chúa khi tỉnh giấc, ông du xe làm như sứ thần chúa dạy. Mắt theo chương 1 câu 24A à, Suy niệm du xe đang trong một tình huống khó xử. Ông đã đính hôn với Maria, chỉ còn chờ ngày tổ chức đám cưới để về sống chung với nhau. Thế nhưng ngày đó chưa tới, thì Maria đã mang thai mà ông không biết từ đâu trong trường hợp này luật pháp cho phép người chồng tố cáo người vợ bất trung để hủy hôn nhưng jose luôn tin tưởng sự thánh thiện nơi bạn đời của mình và nghĩ rằng việc xảy ra với maria nằm trong ý nhiệm màu của chúa jose chọn phương án lìa bỏ bà cách kín đáo để việc cứu làm nơi maria được thành sự tuy nhiên khi nghe sứ thần mộng báo Maria thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, ông đã văn phục đón nhận Đức Maria về nhà làm vợ. Giuse thành người được diễm phúc làm cha nuôi của đấng cứu thế, cùng với Maria cộng tác và công trình cứu rỗi loài người. Mời bạn, ân gọi, sự thánh thiện cũng như niềm vui và hạnh phúc của người Kitô hữu hệ tại việc nhận biết và làm theo thánh ý Thiên Chúa lời chúa các chiến răng lời dạy của các vị bề trên là kim chỉ nam cho ta biết điều phải lựa chọn đứng trước những hoàn cảnh éo le phức tạp tiếng thoái lưỡng nan noi gương thánh du xe ta biết can đảm từ bỏ ý riêng để tuân theo ý chúa sống lời chúa khi gặp chuyện khó xử ta biết khiêm tốn cầu nguyện suy nghĩ bằng hỏi trước khi quyết định cầu nguyện lạy Chúa, Chúa giấu kín sự khôn ngoan của Chúa cho những người tự phụ mình thông thái, nhưng lại tỏ ra cho người biết khiêm tốn, đơn sơ. Xin ban cho con biết nhận ra các dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa để con quán đại cộng tác với ơn Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Người công chính, ông Du Xe bạn bà là kẻ công chính và không muốn làm ối danh bà nên đã định bỏ bà cách kín đáo. Đây là câu chuyện duy nhất trong Tân Ước diễn tả trực tiếp về con người của vị thánh Và giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh Giuse, bạn đức trinh nữ Maria, bổn mạng giáo hội Việt Nam, được Tân Ước gọi là công chính. Thánh Giuse không những là người đã giữ đức công bình và trung thành chu toàn và bổn phận của một người chồng và một người cha, được gọi là công chính theo ý nghĩa của kinh thánh là được Thiên Chúa công chính hóa, được Thiên Chúa cho tham dự vào sự công chính, sự thánh thiện của người. Vì thế, người được công chính hóa xứng đáng để Thiên Chúa yêu thương. Thương yêu thật sự vì Thiên Chúa không bao giờ đóng kịch, giả vờ như người nào đó đáng được thương yêu, nhưng trong thực tế không phải thế. Trong chiều hướng tư tưởng này, gọi Thánh Giuse là kẻ công chính, Kinh Thánh muốn nói là Ngài được Thiên Chúa công chính hóa và được Thiên Chúa yêu thương vì thật sự Ngài xứng đáng. Lần giữ lại những trang thân ước có liên quan đến Thánh Du Sê, chúng ta có thể khám phá ngay những đặc tính làm cho Ngài xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương. Trước tiên là đặc tính hoàn toàn văn phục Thánh Ý Chúa. Trong trường hợp cuộc đời Thánh Du Sê, Tân ước diễn tả thiên thần là người thông báo cho Ngài biết ý Chúa. Vì thế, Nghe lời thiên thần truyền thánh du xe đã bỏ ý định ly dị đức maria cách kín đáo ngược lại du xe đã trỗi dậy ngay trong đêm khuya để đem con trẻ và mẹ người trốn sang ai cập cũng như đem con trẻ và mẹ người về nước israel đến sinh sống tại thành nazareth và âm thầm nhưng ân cần lấy sức lao động nuôi sống gia đình trải qua những tháng năm dài sau đó tiếp đến tân ước nhắc đến thánh du Sa trong biến cố thất lạc và tìm gặp đức giê xu trong đền thánh qua đó chúng ta khám phá ra một đặc tính khác của ngài hay nói đúng hơn một đặc tính mà các thánh ký viết phúc âm chú ý nhấn mạnh nơi thánh du Sa. không một lời nói nào của ngài được ghi lại trong tân ước nhưng thánh du Sa đã hùng hồn nói trong hành động những hành động xem ra vô lý và đầy nguy hiểm nhưng ngài đã khiêm tốn can đảm và kiên trì làm để thực hiện hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. Qua đó, Thánh Giuse xứng đáng là chủ gia đình của Nazareth, một gia đình thánh thiện vì gồm ba tâm hồn luôn sẵn sàng lắng nghe và thực hành những gì Thiên Chúa muốn và cũng qua đó, Thánh Giuse trở nên công chính được Thiên Chúa thật sự yêu thương. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa đã trao tặng Thánh Giuse cho gia đình Nazareth và đặc biệt cho Giáo hội Việt Nam Nhờ lời cầu bào của Thánh Cả Du Xe, xin Chúa chúc lành cho những người chồng, cho những người cha, giúp họ can đảm và kiên tâm chu toàn bổn phận trong gia đình. Xin Chúa cũng chúc lành cho mọi gia đình và giáo hội Việt Nam, giúp mọi người sống xứng đáng với ân gọi làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Bài trích sách lại sống.